Rồi, không sao lên đây. Đây, anh em mình. Cho nhóc này rồi, mày ăn. Ngồi luôn ha. Ngồi luôn đi cái. Anh mời mấy cô mấy. Bà chỉ vô chỗ này. Bên đó còn không muốn đi đâu. Đi đây nè. Cái này là món đồng quê luôn nha anh. Trời ơi, thích lắm. Bữa nay em cái này là cá he kho lạc ha. Cái này là cá chê chiên ăn với nước mắm rừng. Vậy nha, đó là của anh. Chứ còn cao sang là không có tên anh. Ăn miếng cơm đi con. Có gạo đâu? Anh ơi, món này là món cá he kho lạc nha. Cá he nha. Món này là món cá tri cá lóc đồng nha. Cái này cá đồng không đó. Nhỏ có nghe chuyện cá he. Rồi chút xíu nữa em cho anh ăn lẩu lươn với cả. Thì ăn cơm thì ăn đi cho vui. Cô ở lại dùng tiệc luôn cô. Chính Liên dùng đen lên đây. Trời ơi. Bỏ xuống đi. Sao lấy luôn hả? Mời chú Quang vô luôn chú Quang. Chính Liên ơi, Chính Liên. Lấy cô chú mình vô. Tiến. Em ngồi đây luôn đi. Cô giáo. Cô giáo với Tiến với hai bác á. Mấy người lớn tuổi mình ngồi đây đi. Chị hai với cả. Chú Quang Chính Liên đây nè. Mình mời mấy người lớn ở nhà ấy chú Quang. Tí vô ngồi đi, tí ơi. Chú Quang đây nè, chú Quang ngồi đi. Ông nội, bà nội. Em chú đâu rồi? Dạ. Anh trai, lên đây đi. Đá rồi. Mấy thằng con trai nè. Nhờ mấy đứa con trai nè. Lấy đá đi. Em trai, đi với bên cái bàn lên nha em trai. Không làm mẹ luôn rồi. Mấy gì nè Linh. Ba bạn đây, hai bàn đi lên Linh. Ở dưới này hai bạn đó. Rồi. Lấy nước đá ở đâu rồi gái? Nước đá ở đâu hả? Nãy anh ấy đi mua đâu ba? Có đã luôn rồi, đó mát rồi đó. Ngồi đi chú Quang nè. Chú Quang có hai con có hai. Đi ngồi đi. Lúc 12 lúc 14 vậy. Sao? Đó về đây xíu nữa cũng được. Ngồi tiếng, ngồi đi cưng, ngồi đi nhanh. Trong nhà bạn. Lấy ghế giùm đi. Rồi chạy cũng phải chạy bạn vô. Ăn xong rồi trả tiền nữa, trả nợ cho nó chưa thay chưa xong. Còn phần lại, phần còn lại nó còn trả tiền luôn. Nay đem tiền mặt xuống nha. Thà đúng người xưa luôn á. Chị đưa lên đây mình tay sạch tiền mặt. Hên quá tự nhiên đêm qua khuya qua ngủ đang thức 1 giờ mấy. Xong cứ nghĩ thôi, đi xuống thì chuẩn bị lấy tiền ra ta. Phải trả cho Tiến. Đất á. Ngủ thương chưa? Lạnh sống. Sao lại sống mua tặng cái giường. Ôi lá sen nha mọi người, coi nè, thương không? Đó là xôi lá sen. Tiến mở ra đi. Những cái món này là chị Lăng Anh suy nghĩ ra. Em là Lăng Anh, cô giáo. Cô giáo luôn hả? Có đồng nghiệp không? Đồng nghiệp với vợ không? Hai có cùng trường không? Dạ, hiệu trưởng luôn. Trời ơi. Em thiết kế cho anh Hưng tại anh Hưng là ôi. Em chế biến những món đồng cho anh đó. Rất là dân gian luôn. Dạ. Đã quá, đúng ý anh luôn á. Chứ còn mà cao sang là không có tên anh nha. Dạ. Là dân giả mới chịu được. Chứ ở quê em cũng không có món cao sang anh Hưng ơi. Thôi anh thích. Chỉ anh có cá thôi. Anh con gốc miền Tây mà trong người có máu miền Tây mà. Dạ. Rồi mọi người ơi. Son lá sen này thương không? Quá dễ thương. Thương quá à. Bông sen nữa chứ trang trí nữa. Người ta dân giả trang trí dễ thương không? Còn ở trên Sài Gòn mình là hay làm củ cải, củ cà rốt rồi đó. À, bông hoa lá này các kiểu. Còn dưới quê vậy thôi đó. Cá he nha. Chính Liên. Ra đây ngồi nè, Nhung Đen. Rồi. Lúc này phải cho quay hình đã. Thank you.
chúng ta ra đây ngồi đây, ngồi đây ngồi tặng. Rồi, rồi xong rồi. Dạ ngồi đi, dạ, cô, dạ. Dạ, cô ngồi đi. Mình trong đầu mình còn ai nữa đó anh Hưng? Chú Tư, mình đông rồi ta. Chính liền để cho chú ngồi, chú Quang ngồi bên này nè. Nay ra đây ngồi đi. Chú Quang ngồi đây cũng được nè, chú Quang ngồi đây. Chú Quang ngồi đi. Tớ ngồi ghế lên ghế ngồi đi. Uống bia đi hả Hương hay là nước ngọt? Nước ngọt thôi, lành mạnh nè, lên hình ảnh. Được không chú, hồi đó nè, tớ ngồi đây được. Bởi vì Tư đâu có làm xích vô đây, hồi đó. Kéo cái đó vô một xíu. Bở, bở, bở vô đây. Dạ, dạ. Ở bà Dì Tư. Rồi, dạ. Đây. Trời ơi, xô lá sen. Đãi nha, đãi nha. Đây, 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 đây. Đây để tôi. À, quá đúng rồi, anh cầm đi. Ê, Tiến chụp giùm chị Bôi với em. Rồi, ok. Canh dưỡng nha. Được rồi. Đứng trang, trang. Được rồi, 2, 1. Xô lá sen thiệt luôn nha, xịn nha. Rồi, ok. Có anh Thư yêu cầu gì em lên tới chỗ luôn. Đi hầu hay cưng he. Dạ. Dạ, đây bà này hai dĩa. Dạ. Dữ vậy? Dạ, dạ. Trời đất ơi. Ăn nhiều quá không được đâu, một dĩa thôi. Dạ, để một dĩa trước đi chị. Dạ. Nếu mà dư lắm rồi để anh gói đi đem về. Đem về phải không? Rồi, gói đi. Một máy đi. Dạ. Đó là bọn đẹp nhà, nó còn đem về. Được ha. Bây giờ anh cơm mẹ cái này đó trước ha. Cô ba, số lá sen. Cô ba với bà Dân á. Cô Quang. Tính ăn cái gì con, ăn cơm hay ăn xôi? Cơm. Đây con ra ngoài này con ngồi nè. Nè, con ngồi bàn ở ngoài đó. Cái này cho em. Còn nhiều lắm nha anh Hưng chia đi cho em lấy. Cái gì còn mình có tôm khô, trời ơi đảo quá à. Một sen nha mọi người nha. Hy vọng là lần này anh Hưng sẽ thích. Và nhớ chứ, mắm gừng ăn với lại cá trê. Dạ. Ăn xì dầu nè, ăn cơm sẵn với xôi nè. Trời ơi, cái lá sen đảo quá. Dạ, để em lấy muỗng cho anh. Cô Lan ơi, có đem muỗng ngắn qua không Lan ơi? Chị Lan ơi, có đem muỗng ngắn qua không vậy? Có muỗng ngắn không để ăn? Lấy muỗng ngắn thì em đi để ăn cho mấy chị. Cái này nè hả? Một chấm với lại đúng gừng nè. Đúng rồi. Nó nhạt ươm luôn. Còn cái hẹ nè, hẹ nước nè. Thì mình chấm với cá he kho. Ừ. Cá he kho. Rồi. Ừ. Thế anh Hưng ăn thấy ngon không ạ? Nước này chứ bộ không? Mà màu mè đó. Dạ đúng rồi, bắt trong cái bàn đó. Đúng kiểu dân miền Tây đã quá. Trân trọng mời mọi người nha. Cá đồng á, cũng là cá nuôi đâu. Bóc xé về làm nó ngon rồi. Okay. Mẹ thôi, tự trọng thôi, nhiều quá chịu gì nổi. Dạ. Sao chị đây đưa muỗng gì mẹ? Cá he. Cá này nè. Cá không biết. Cảm ơn em. Béo. Thấy là Nguyễn Hưng trong truyền hình không mà nghe, bữa nay mới thấy nha. Nãy giờ quá nhiều số mà mình mới nhớ. Nếu chạy qua đây được hay chưa? Ngon quá. Cá chê, cá chê, cá chê. Tiến, thưởng cho ông chủ cái định cơ sở này. Cái này lóc với ông ta hay chê luôn hả? Lóc. Dạ, ta lóc ngon hơn. Cái này là con cá lóc đồng, cái này cái chê. Ra ăn được không anh Đàm? Quá ngon cưng ơi. Mốt anh có ăn tiệc gì trên đó hú em lên em nấu cho. Nấu miễn phí. Nấu miễn phí nha. Cái này là cùng đào đây. Em thấy anh ở chỗ tí Noel anh làm quá trời luôn. À, anh chú có rảnh nên mình lên nhà thờ mình đây được một chút hả?
cha mừng lắm à. Trời ơi anh Mít Đàm mà ghé đó, cha sợ hơn mừng đó. Nhà thờ, nhà thờ. Dạ. Nhà giáp hận dính hơn con, gần đây lắm con. Nhà mình mới xây để chẳng, mới xây xong. Đẹp lắm. Chút điện lại em quá nhập 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 rồi có đồng nha mọi người nha, thư đồng nó ngọt luôn. Nó có những ngày cũng chào đó, vô đi chị đợi. Em biết được rồi. Ok rồi. Ừ, ăn luôn rồi xong rồi đó. 1, 2, 3, go. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vô cái mũ này đặt cho mẹ coi. Có.